cả sâu này chắc chắn là sẽ gục ngã dưới những hạt chặt đến từ quỷ kim Đắc Kim. Đó là sẽ là gục chăng? Vẫn chưa. Hai mạng dành cho Kim Đông. Honor bất hổ hiệu quả mười triệu phút quay ngược trở lại. Anh ta cố gắng tấn công 369 nhưng không được. Thằng nào kêu Hàn Quốc mà rồng gió nhiều là sai nha. Đây hãy nghe người làm LCK nói. Hàn Quốc mùa giải vừa rồi siêu nhiều rồng lửa. Ủa lửa như ít vậy ta? Quê, quê. Lộn năm anh em. Nhớ rồng lửa nhiều mà ta. Nè 172 nè. Đây nè. 172 nè. Thích cãi lắm. Thợ LCK nha. Thợ LCK. Cho nên là đánh như con rồng lửa. Bây giờ có hello. Bị phát hiện tiếp. Tức là anh ta không chỉ bị dừng lại câu chuyện là bị phát hiện được cánh dưới, mà bây giờ ở ngay bãi chim contract cũng đã bị nhìn thấy. Đó là hai con rồng nguyên tố và một con sứ giả. Thậm chí những cái lợi thế của VLC có ở ván thi đấu này nó còn lớn hơn nhiều so với ván thi đấu trước. Cho Vi bị tấn công và gặp đối diện máu một chút nhẹ nhàng. KDA cao nhất hả? KDA cao nhất. Ruler từ lúc qua Trung Quốc á, đánh cũng phải ăn chắc mặt bền đâu. Đội này nó phải đi sâu lắm. Mà thường thằng này đánh chung kết thế giới cũng khác lắm. Let's go. Nhưng mà đối thủ hỗ trợ Honor đang hiến chỉ tới sẵn sàng được cung cấp lực bằng tay và tỷ của đội khách. Xung quanh đã bung ra và đó là Honor không được một T1. Họ tìm kiếm được thêm một sao vàng. Wow. Đây rất tốt, bây giờ đẩy ra không kịp. Ngay lập tức Azure là phải nằm xuống với đại Karim và tác động. Zika đã cắt được một thành viên. Gala vẫn đang tiếp tục bắn, hai đang hỗ trợ cho Gala. Còn phía cánh còn lại Zika vẫn đang cố gắng tác động. Trời ơi, Vizier ác chưa. Mà thành công, tuyệt vời cho Gazan. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping! Zed đang bật chiêu cuối là ta bị bắt đến từ giặc và không. Máu ấy. Thật ra là Zed bắt lẻ ba thành viên đến từ cái đồng của LNG. Tóc bí lên chúng ta phải đồng dòng đại đi. Dẫn vào Zed sạch dành chiêu cuối của anh ta với bộ ba. Lại là hai con người đến từ của Ban Yossi. Sức mạnh được bùng ra cao của các sử dụng thiên nhà thì không thành công lắm. Màn hạ gục liên tiếp cho các sử dụng T1. Tạc sang nhảy vào, nằm xuống tèo. Double kill và T1 quét ra tới một lần nữa. Và chắc chắn rồi T1 hang. Setup rất tốt và đây là một lần băng trụ thêm một lần nữa. Dính đó chính là Keria, sở sức tội lỗi được tung ra, sát thương chưa đủ. Nhưng ngược lại thì UMC liên tục bắn vào và kích được nội tại lần 2, pháo trong trường trói chân. Nhưng đây có thể sẽ không đủ sát thương. Nhưng Gala vẫn đứng lại, chiêu cuối đang dần lỗi được tung ra. UMC liệu rằng có hơi mạo hiểm hay không? Không, anh ta có được mạng hơn không? UMC cũng đã có sân khấu tự thần, sứ giả trong tay của Jindong. Nhưng T1 bắt đầu tràn vào, thiên mệnh hóa vàng ba người. T1 bây giờ sẽ có Honor hút tung bốn người trong hang sứ giả. Nai cố gắng lao ra, mưa tên lửa khá đẹp. Karavi thấp máu, Karavi đã gục ngã. Nhưng Nai cũng có được điểm hạ gục. 369 đang đốt, tóc biến bỏ chạy. Phát đạn thứ tư đem về địa bàn gục cho Kuma UMC. Jindong đang kẹt lại ở trong hang sứ giả. Bắt buộc phải tóc biến đi, nhưng Kuma vẫn có hai mạng. Cú lập quá thành công của Javia. Đó là mạng hạ gục cho Faker. Jindong đang phải từ từ đi vào. Kuma vẫn đang ở khu vực đường giữa. Karavi mất máu nhiều quá. Tình huống đó thì đã có một pha tốc biến của Faker. Karavi hết máu rồi. Faker xỉa quá chất lượng và Karavi đã gục ngã. Cơ hội thắng giao tranh của Jindong bây giờ còn em vẫn còn thu lời dứt điểm về Keria. Và anh ta đã bị dứt điểm với Kuma UC. Xạ thủ của T1 bằng tốt. Và sau chính cung gục ngã của double kill cho Kuma UC. Jindong không còn cơ hội nữa rồi. Rồi ok. Cái hợp tác này giữa Riot và New Zealand đưa ra cho mình một suy nghĩ là năm nay Weibo vô địch chung kết thế giới 2023. Đúng trận chung kết, trước trận chung kết New Zealand nên diễn, không phải diễn bài God. Diễn một bản remix. Bản remix Super Sai God dành riêng cho phiên bản chung kết thế giới. Rồi cái bài chung kết thế giới đã có tên rồi là God. Đó. Thì sẽ có cái phiên bản dành riêng cho chung kết Super Sai God để báo hiệu cho sự trở lại của Top God The Sai.
Bin vẫn đang tiếp tục di chuyển. Sao Hu đã mất một lượng máu khá, Bin đã mất quá nhiều máu. Đánh tay thành công. Kéo về để xem là khô máu này không, đây đã sử dụng khô máu để đẩy con Jinga đẩy ra rất ngay cho mình. Jinga mất quá nhiều máu, ta mất luôn cả giáp thiên thần. Bin đã có thể về được. Ta đang trong dạng khô máu nhưng mất thật sự là cực kỳ nhiều máu. Không còn giáp thiên thần. Jinga đã bắt đầu xuống bắt tay cái con Bin thấp tung đường. Bin tìm được mã gục nhưng Bin cũng sẽ phải nằm. LD Tail, Weibo Gaming là đội đầu tiên đến với chung kết của chung kết thế giới 2023. Top God đang trở lại trong một trận chung kết của chung kết thế giới. Super Saiyan God để báo hiệu cho sự trở lại của Top God The Saiyan. Ôi, mình vẽ cho các bạn cái từ cái bài God nó ra mắt rồi mà. Từ lúc ra cái MV God là mình nói rồi, MV God là gì God? God có S là phải có hai thần ở trong trận chung kết. Bên là Top God, bên kia là God of Thunder. Z mới vừa đổi tên năm nay luôn. Mới vừa đổi tên chính thức năm nay là tên trong tài khoản là God of Thunder luôn. Hai God vô chung kết bèm nhau. Bùng. Bùng lỗ, hộ nó gọi là bùng lỗ view luôn. Luna, T1 đang chờ đợi những pha bắn của những con xe có một lợi. Baron Canopy lại bị xỉa và lại mất máu. Jindong đang phải lui ra. T1 phá trụ ở vệ nhà chính đầu tiên và thứ hai. Pha xấu chính đang phải lui. Jindong cố gắng càng lên nhưng đại địa chân đã được chọn. Và Ruler bị bắt lại. Anh ta bấm đi đặt đỉnh điểm và nằm xuống. Con đường hoàng kim của Ruler và Jindong bị chặn đứng bởi Faker và T1. Faker và T1 có mặt trong trận đấu cuối cùng. Đếp bây giờ phải có cái triple kill thì là cân được lại tiền với lại thằng Amin. Chỉ có cách duy nhất là thằng Amin nó lướt lên nó chết chay thôi. Cách duy nhất để thắng của KT, của DK là thằng Amin lướt lên chết chay, lướt vô hông gió. Sao Faker phải nâng cấp cái E lên, một cái E chỉ làm 3 tia thì được. Hông gió 3 người. Cút ra ngoài. Lao vào thắng rồi, nó vừa ta không ngại ai cả, cho nên là con bò đầu tiên bị làm thịt. Và sau đó ta lao lên. Amin lên tại đứng đó rồi. Canopy ngược trở lại tấn công, thằng đồng người cũng chết và double kill dành cho Dev. Amin tự hủy, lao lên đến được kia nhìn, hất tung được một người. Và Dev tiếp tục có mà hơn gục cho Faker lao lên, tấn công thấy xa đi. Và đó sẽ là quét sạch và không có một mùa Baron nào dành cho bên phía của KT. Quét đã kill thì để chăng. Wow, pha mà KT đã kinh tự phân tích. Hủy, đặc biệt chính là Amin kia. Không phải là pháp sư. Kênh phân tích thanh tẩy nhưng lướt trước bằng con rết. Đây là kênh phân tích được bắn nha. Rồi. Đây là Aya chứ Amin cái gì? Đây là kênh phân tích. Thấy nhanh như điện như đó là đi rồi đó. Thằng Lehen nó không nghe luôn. Nhưng phải nói rằng không chỉ là Amin. Kịch bản chỉ có một thôi. Là T1 tự tay như đã nói, kịch bản chỉ có một, T1 tự tay dọn đủ 4 thằng. Biêu Di dọn xong chưa? Xong. Li Ning, Jindong, Weibo. Nói Lai đang là điểm sáng duy nhất vì trước đó anh ta cũng có hai trang bị ở hot. Lại bắt Zed, Zed tổ ba được 2-3 thành viên, W được một thành viên, đó là Thiên Mệnh Khả Bỉ được tại hỗ trợ và Zed đang bị đeo báo để bị dính. Phân chia thiên ngà, Zed vẫn đang tích được khỏe, ta vẫn đang cố gắng bổ 1-4-2 vẫn đang sống, vẫn đang sống sâu đường. Phía bên này của Macy vẫn đang được qua, đứng chính là 2 thành viên sẽ chỉ ngạo đất 1 kill dành cho Akali. Quay đã bị tấn công đến từ 2 thành viên với T1, phía bên trái Kiram xuống. Quay sẽ bắt lại đấu ra. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên sẽ phải nổ và trụ bảo vệ nhà chính thứ hai sẽ phải nổ. Giờ là lúc chúng ta sẽ nói gì? Siêu 3-0 dành cho T1 và còn gì tuyệt vời hơn nữa. Còn anh Luân nghĩ như thế nào về cái cặp trận này, liệu rằng có 3-0 hay không ạ? Energy là một đội như đã nói tới được với chung vòng tứ kết này là thực sự là họ xứng đáng với những cái sự tiến bộ mà họ thể hiện từ trận đấu đầu tiên cho tới trận cuối cùng của vòng Thụy Sĩ. 3-0 cho Weibo. Không có 3-2 đâu, 3-0. 3-0 à? Nhưng mà top deep. Weibo thường hay chịch choạc ở ván 1 lắm. Liệu rằng có kết quả nào khác hay không? Anh luôn suy nghĩ lại thử, 30 giây suy nghĩ lại thử coi. 3-0 là 3-0. Ồ, quả kiên quyết với cái dự đoán vừa rồi, 3-0 đến từ bình luận viên Hoàng Luân. Weibo Gaming có được những mục tiêu, họ sẽ có luôn cả nhà chính. 9-6, Weibo Gaming thắng trong bản tình đấu đầu tiên này. Ngày này với chiến thắng và The Fox sẽ làm gì đây? Đang chờ đợi đã bị hất tung lên và không nằm xuống nhưng nhà chính thì vẫn sẽ nổ. Để kết thúc bản đấu Fox và The Fox. Và The Fox hất không được, chiêu cuối cũng không trúng và The Fox tự đưa mình vào thế khó. Khó rồi. Và The Side
Vậy ốp tuyệt vời, đứt một kill dành cho đội dự phía Weibo Gaming. Cách biệt 13k tiền, một cách biệt quá khủng khiếp được tạo ra. Và họ giành chiến thắng chung cuộc với số 3-0. Ở ván thi đấu thứ 3 này mà thôi, với một chênh lệch quá lớn, The Side bị trụ bắn hạ. Bruh. 700 máu, Faker cố gắng đẩy Canavi ra Baron thuộc về T1. Thần cá sấu được bật, nhưng 369 không tiếp cận được con Canavi đã gục ngã trong hang Baron. T1 đang tìm kiếm con cá sấu. Fastest boy. Đã vào vị trí, Honor xuyên tâm kích thành công giữ chân 369 lại. Và con cá sấu này chắc chắn là sẽ gục ngã dưới những hạt chặt đến từ quỷ kim Darkin. Đó là khoảng ra gục chân, vẫn chưa. Hai mạng dành cho Xin Đông. Honor vẫn hỗn hiệu quả bởi chiều cuối quay ngược trở lại. Anh ta cố gắng tấn công 369 nhưng không được. 369 vẫn sống và T1 mất rất nhiều mạng. Cái chuyện gì nó đang xảy ra thế này? Con cá sấu này chắc chắn là sẽ gục ngã. Tôi nghĩ là lúc này niềm hy vọng của T1 chắc là phải đặt vào Faker, với mục tiêu cuối có thể thay đổi cục diện giao tranh. Ok. Nguồn không xanh sao cũng đang tạo ra một cái áp lực lớn mà bên phía của T1 phải hứng chịu. Honor đang di chuyển vào, anh ta quyết định mở Faker cũng vào trung phân chia thiên hạ hai người. Và cú mê Lucy có được double kill. Canary vẫn đang cố gắng múa. 369 quậy với thần cá sấu, Cooler đứng phía sau bắn, nhưng Varus sắc lực có vẻ như bắn không chất lượng lắm. 369 quậy không nổi nữa và anh ta gục ngã. Nghĩa là đủ để cho mình Xin Đông lấy được cái trụ này. Baron cực kỳ thành công. Xin Đông đã có được hai trụ đường giữa. Honor bị làm mềm liên tục, rớt từ phía cánh lao vào dùng xin xích điện ngục vào này. Nhưng có Canary đứng đợi, Faker lao vào đẩy được Cooler về và Honor hứng. Mạng shut down dành cho Zerg. Hợp chất điện loạn thả cực kỳ đẹp và Messing cũng nằm luôn. Nhưng 369 đang quậy, anh ta cố gắng quậy thì Faker đứng yên và xỉa. 369 chịu không nổi sát thương của T1 và T1 quét sạch Xin Đông. Nhưng mà dự đoán thì mình cũng đã dự đoán rồi. Nói chung là chỉ có một cái lệch duy nhất, số lượng view, số lượng video của T1 và Weibo ngang nhau thì chỉ có một cái dự đoán là duy nhất thôi. Là mình vẫn tin là nếu mà đánh đúng thì là 3-0 cho T1. Và bây giờ sẽ là màn nâng cấp của T1. Và họ đã chính thức có được cúp vô địch lần thứ 4, đánh tan toàn bộ những chỉ trích và những nghi ngờ về một nhà vô địch ở mảng truyền thông mà thôi. Và đây là một trong những cái dấu ấn, một trong những thành tích để cho cái tập thể vô cùng vững mạnh Just Honor, Faker, Keria, Guma, Yushi khẳng định được sức mạnh và thực lực của mình. Còn Faker không còn gì để bàn cãi nữa, anh ta tiếp tục chệm chệ ở vị trí cao nhất trong ngôi đền huyền thoại của nền Liên minh Huyền thoại Thế giới.